rất tuyệt vời. Một chiến thắng mà cho chúng ta thấy được cái thực lực của Enigma Galaxy vào lúc này nó khủng khiếp đến mức nào. Họ vẫn đang trên đà sáng tạo ra meta và tạo ra những cái lối cấm chọn nó rất khác biệt so với những đội tuyển khác. Ở trong cái ván thi đấu thứ hai này, bên phía Enigma Galaxy họ bắt trước cho mình là Wukong luôn. Họ thậm chí là nhường cho đối phương Kai'Sa. Wow, đội tuyển này thực sự là quá tự tin luôn á. Và liệu final với con Kai'Sa của mình vừa mới được chọn thì họ có làm được một cái điều gì đó khác biệt hay không? Nhưng mà với Kai'Sa họ lại không chọn Lulu. Họ lại chọn cho mình đó là con Nautilus à. Một điều khá đáng thất vọng ở trong mắt của tôi. Trong khi đó thì Enigma Galaxy hay là tức khóa vào Lulu của mình. Và với Lulu thì cái bể tướng xạ thủ của họ sẽ được mở ra rất là nhiều hướng khác nhau nha. Chính xác. Biết đâu là trong ván thi đấu này Demon Kai ta lại đem ra con Genghis để thi đấu cặp với lại Lulu thì sao? Hoặc là nếu như Demon Kai ta muốn thì vẫn có rất nhiều chấp tướng xạ thủ thuần khác rất hợp với lại con Lulu này. Có thể kể đến là Xayah hoặc là Tristana, quân bài mà Demon Kai cũng đã thi đấu rất thành công ở trong giai đoạn đầu trong giải đấu tốc chiến của năm 2023 này. Trong khi đó bên phía bên kia thì Danny anh ta sẽ không có được bất kỳ cái sự bảo kê nào khi mà quân bài hỗ trợ của anh ta đó Nautilus đều quân bài mà có lẽ là final cái mục đích của họ trong bài thi đấu thứ hai này vẫn hướng đến việc là đi mở map, đi khởi động giao tranh là nhiều hơn. Còn Danny thì sẽ phải tự sinh tự diệt, sẽ phải tự chọn cái thời điểm để anh ta sử dụng cái bản năng sát thủ của mình để tham gia giao tranh, cũng như là phải tự giữ khoảng cách để có thể sống. Hoàn toàn đồng ý với anh Quốc Việt nhận định vừa rồi. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng con Lulu nó vẫn sẽ là một cái bảo hiểm an toàn hơn rất là nhiều dành cho Kai'Sa. Và nếu như đi chung với lại đường trên liên tục để mở map thì nó cũng sẽ không phải là quá tệ. Bên phía của Final muốn hạn chế đi một phần nào đó bể tướng của Demon Kai, họ cấm đi Cherry, họ cấm đi cho mình là Khazix. Nhưng mà có Wukong rồi thì Wukong có thể đi rừng được mà. Cấm Khazix tôi nghĩ là một cái lượt cấm nó hơi thừa thải. Bên phía của Enigma Galaxy họ cấm cho mình Xin Yao cùng với là Zed. Họ đang muốn hạn chế tối đa cái sự uy hiếp của đối phương dành cho cái con tướng xạ thủ tiếp theo mà họ chọn. Ở bên phía của Final, cái gì thế này? Nautilus đi rừng cùng với lại Galio, đội hình rất cứng cáp. Hoặc là Galio hỗ trợ, sau đó thì Nautilus đi đường giữa cũng được. Ở ngày thi đấu đầu tiên của tuần thi đấu này thì chúng ta cũng đã thấy một đội tuyển sử dụng con Nautilus đi đường giữa rồi. Tôi tạm thời tôi không nhớ đó đội tuyển nào, bởi vì cái trận thi đấu đó thực sự trận thi đấu rất tệ. Với con Nautilus khu vực đường giữa hoàn toàn bị khắc chế bởi con rắn tông đường giữa bên phía bên kia. Và đây sẽ là một ván thi đấu mà Final sẽ có rất nhiều thứ công cụ để có thể mở giao tranh. Họ có Nautilus, họ có Galio và bây giờ thêm cả một con Yumi nữa. Yumi để hỗ trợ Kai'Sa. Và cuối cùng thì quân bài hỗ trợ dành cho con Kai'Sa nằm tay của Danny thì cũng đã có. Đó sẽ là con Yumi, mặc dù nó đến hơi trễ. Nhưng xét về cái đội hình còn lại của bên phía Final thì có vẻ như là hơi... cảm giác như hơi thiếu sát thương chút xíu. Gần như là tất cả những cái lượng sát thương đột biến nó sẽ nằm trên người của Danny mà thôi. Ở bên phía bên kia chúng ta có gì đây? Chúng ta có Lulu Genghis. Chính xác như gì mà tôi đã dự đoán, mà có thêm cả một con Olaf nữa. Rất nhiều chất tướng trong đội hình của Enigma Galaxy có thể kết hợp tốt với cái khổng lồ hóa từ vị trí của Lulu. Và lần này tiếp tục Laren sử dụng lại con Seraphine khu vực đường giữa make play rất hay mà anh ta đã chơi ở trong ván thi đấu thứ nhất. Và Hide như thường lệ vẫn cầm một chất tướng chống chịu, một chất tướng trụ đường tốt ở khu vực đường trên, đó là Ngộ Không. Và bây giờ sẽ là một trận đấu chúng ta có thể kiểm chứng được cái sức mạnh đến từ con Olaf mà anh Việt cùng với Hải Phong và Xuân Vũ đã quảng cáo rất nhiều ở trong những ngày vừa qua, khi mà nói rằng con Olaf là một trong những vị tướng rất mạnh mà anh Quốc Việt cùng với Xuân Vũ không hiểu sao các đội lại chưa chọn nó vào thời điểm này của meta. Thì đây, hôm nay chúng ta sẽ có một người chơi vô cùng xuất sắc là rất chi ứng dụng cái con Olaf này để cho chúng ta thêm cái nhìn sâu sắc hơn về meta ở thời điểm hiện tại, liệu rằng thực sự rằng Olaf đã đến thời điểm để quay ngược trở lại với meta hợp lý chưa? Tức là Olaf tôi nghĩ là chưa bao giờ lỗi thời cả. Tại phiên bản 4.1C chúng ta vẫn nhớ là rất nhiều lần Olaf bị cấm đi, hoặc nếu như không bị cấm đi thì các đội tuyển của chúng ta cũng sẵn sàng chọn lấy nó. Còn Olaf ở phiên bản 4.2 này thì rõ ràng là cái sức mạnh mặc dù gọi là được điều chỉnh, nhưng tôi đánh giá đây là một sự điều chỉnh có lợi dành cho Olaf khi mà khả năng dọn rừng của Olaf bây giờ được tăng tiến hơn rất là nhiều. Và cái tầng thế Aroch bây giờ nó trở nên lợi hại hơn xưa rất là nhiều. Tuy nhiên bên phía bên kia thì cũng sẽ có một con bài dọn rừng
là có thể cân bằng được mặt tốc độ sau câu lap đó của Nautilus. Nautilus lên sát theo phép thuật, tốc độ dần rừng cũng rất nhanh với thủy triều dữ dội của mình. Trong khi đó của vương trên thì Hide đang trao đổi chiêu thức cùng với Ryuken. Ryuken là người dọn lính trước, là người nhẹ hai trước, nhưng Hide sẽ là người lãi hơn về mặt lượng máu. Hide vẫn đang khá thông thả với những quy lính của mình. Có một điều mà tôi cũng cảm thấy hơi lạ lùng chút xíu là ngày thi đấu trước đó thì bên phía bên phía Nigma Galaxy thì được trả lời phỏng vấn thì họ nói là con Swain là một con rất mạnh ở trong meta thời điểm hiện tại, và ở trận đấu đó thì họ cũng đã dùng Swain khá là thành công. Nhưng trong ngày thi đấu hôm nay thì họ lại chưa chọn vị tướng này và cũng không có lựa chọn hay lựa cấm dành cho con tướng đó. Họ đang mở ra rất là nhiều hướng cấm chọn khác nhau. Nhưng ở đường giữa đi sao, pha tốc biến lên rất bất ngờ của Trevor và Iker cùng với Trevor, hai vị tướng trong CC với nhau hạ gục thành công được Eren. Thậm chí là Eren đã phải buông tốc biến trong tình huống thi đấu vừa rồi, nhưng anh ta cũng không giữ được mạng. Rõ ràng là pha thi đấu rất lỗ của Eren ở khu vực đường giữa. Như Eren ở trong pha thi đấu này dẫu sao cũng chỉ là một con bài gọi là make play với con Seraphine của anh ta mà thôi. Đó là Eren anh ta mất đi mà hạ gục ở khu vực đường giữa từ sớm như vậy, tôi nghĩ cũng không phải là một điều nó quá thiệt hại dành cho bên phía của Nigma Galaxy. Nhất là sau khi Trevor của Aker có được màn hạ gục đó của Eren thì họ cũng không ở lại để lấy tiếp những stack trụ, mà họ quyết định là lui về. Cái trụ của Eren không mất đi bất kỳ một cái lớp sơn nào cả. Còn trong khi đó thì cái sát thương chủ lực của Nigma Galaxy lúc này khu vực dưới thì vẫn đang được farm một cách cháy máy với sự bảo kê đến từ quân bài Lulu. Đó là vị trí của Demon Kai với con Zingis của anh ta. Trận đấu trước đó thì Eren đã không nằm xuống bất kỳ một lần nào cả với 19 điểm KDA. Nhưng ngay từ khi trận đấu này khởi đầu thì anh ta đã bị mất đi cái điểm hạ gục từ rất sớm, sẽ không thể nào giữ nguyên được thành tích của mình giống như trong ván trước nữa. Một pha luồn vào trong bụi cỏ thứ hai ở khu vực đường trên khá khéo léo từ Ryuken. Liệu rằng anh ta có đang tự mắc vào cái bẫy của chính bản thân mình hay không đây, khi mà Zetsu cũng đang đứng đợi sẵn đằng sau lưng anh ta, và chỉ cần một tình huống mà Ryuken bực vô cuối lao lên, Zetsu cũng sẽ có mặt kịp thời để bọc lót cho Hide. Mà tôi đang đặt một câu hỏi là tại sao Hide lại out level quá nhiều so với Ryuken như vậy? Chúng ta thấy Ryuken khi mà anh ta luồn vào cái bụi đó thì lúc đó Hide chỉ mới có được cấp độ 3 mà thôi. Vì đây sau khi anh ta đi một vài con lính thì anh ta mới nhảy cấp độ 4. Đang out level khá nặng khu vực đường trên đến từ vị trí của Hide. Nhưng Hide với sự hỗ trợ của Zetsu từ phía sau con Olaf của anh ta thì anh ta vẫn sẽ có khả năng tự tin ở lại khu vực đường của mình để tiếp tục dọn lính, và qua đó thì hy vọng sẽ có thể kéo lại một chút cái sự cách biệt mà kinh nghiệm mà anh ta đang phải hứng chịu thời điểm hiện tại. Chị nãy giờ vẫn chưa có một tình huống găng nào cả. Những tình huống găng vào lúc này của Zetsu tôi nghĩ nó cũng chưa thực sự là cần thiết cho lắm. Olaf là một vị tướng mà bạn sẽ cần farm trang bị một chút xíu ở khoảng thời gian ban đầu để bạn có được xong món trang bị đầu tiên. Sau cái món trang bị đầu tiên á, tôi nghĩ đó là cái nguồn sức mạnh lớn nhất của Olaf. Lúc đó lượng đam đầu ra của Olaf gần như là mạnh hơn toàn bộ tất cả những vị tướng đi rừng khác. Và thời điểm đó thì những mục tiêu lớn sẽ là cái sân chơi dành cho con Olaf này khi có được sự trợ giúp của Seraphine hồi máu, của Lulu búp cho mình khổng lồ hóa. Đúng thế, và nếu như Zetsu anh ta muốn găng giai đoạn đầu trận này thì cũng sẽ thực sự là khó. Nếu như anh ta muốn găng ở khu vực phía dưới thì Danny cũng sẽ được có sự bảo kê đến từ quân bài Yumi. Rất khó để cho anh ta có thể hạ gục Danny, cần phải có thêm sự bổ trợ sát thương đến từ Demon Kai và phải làm rất đẹp thì mới được. Trong khi đó những khu vực đường khác găng ở vị trí của Ryuken thì cũng không thực sự tối ưu. Ryuken hoàn toàn có thể sử dụng tam bộ kiếm và anh dũng của mình để thoát đi khỏi cái tầm tay của Zetsu. Khu vực đường giữa thì con Galio và chấp tướng rất là trâu, cũng sẽ rất khó để cho Zetsu có thể sốc chết được con Galio nằm trong tay của Aker trong bài thi đấu này từ sớm. Rõ ràng là sẽ phải đợi đến những lúc mà cả hai bên cạnh tranh mục tiêu đầu tiên. Khi mà Zetsu có được sự hậu thuẫn đến từ quân bài Lulu nằm tay của Ro thì lúc đó sát thương đến từ Zetsu và sức căng lướt của anh ta mới có thể phát huy được tối đa tác dụng. Khá nguy hiểm, một tình huống tấn công vào Ryuken của Zetsu cùng với Hide. Nhưng lần này thì Ryuken đã khá cẩn thận và không bị nằm xuống. Ro bây giờ cùng với lại Eren nên đi chung với nhau. Bởi vì lúc này Eren, cái lượng máu của anh ta nó có cũng chưa phải là quá nhiều. Hình như anh ta không lên trụ trường sinh thì phải. Cái món trang bị của Eren không có trụ trường sinh, cho nên chúng ta thấy cái lượng máu của Eren nó khá là thấp. Đây là một cái góc đánh giống y chang ở trong cái tình huống ăn sứ giả ván đầu tiên, mà bên phía Nigma Galaxy đã quét gần như toàn bộ. Họ bắt được một người, Trebo đang bị bắt ở đây, nhưng có siêu hụt giáng thế nhắm vào sau đối phương, đó là Ryuken. Quạt gió rất đau,
và khiến Liverpool mất đi tốc biến của mình để bỏ chạy đi. Mankai đang bị giữ chân lại, anh ta đang tốc biến vào trong trụ nhưng có đến 3 người đang truy đuổi anh ta, và 3 người này ai cũng trâu cả. Trippier ta chúng chịu sát thương từ trụ và giúp cho hai người đồng đội của mình có được một điểm hòa gục. Và Zichy bây giờ không còn cách nào khác là anh ta sẽ phải tiến xuống khu vực tuyến dưới để có thể ăn con rồng này, nhưng mà Mankai đã bị hạ gục rồi. Và trong khi đó thì Feyenoord đang tổ chức lấy cái trụ đường trên của bên phía đối thủ, và có lẽ là họ sẽ lấy được nó. Cái lượng giáp từ trụ phiên bản mới thì của chúng ta không phải là quá dày, và như vậy là trụ đầu ở trên toàn bản đồ đã thuộc về cho bên phía của Feno một cách rất gọn gàng, có sự tham gia của Ryuke Dani cùng với lại hỗ trợ của bên phía Feno ở đây. Lượng tiền của họ sẽ được chia. Trong khi đó thì Demonkai cũng đang tổ chức bao lại cái lớp stack trụ ở khu vực đường dưới, và đây là lúc mà chúng ta sẽ xem lại pha giao tranh vừa rồi. Cú hạ màn thực sự là không quá đẹp đến từ vị trí của Aaron. Và ở thời điểm này rõ ràng là cái lượng sát thương của Demonkai không phải là quá nhiều với con Genghis của anh ta. Hạ mạng của Aaron thì cũng chỉ giữ được một người mà thôi. Sau đó thì khi mà đội hình của Feno đến và bắt đầu càng vào giao tranh thì rõ ràng với sức chống chịu của Nautilus, của Galio và thêm cả khả năng càng nước với con Riven với như là tam bộ kiếm của mình, thì cái khả năng vận hành của đội hình Feno giai đoạn đầu này sẽ tương đối dễ dàng hơn so với bên phía của Nickman Galaxy một chút. Feno đang di chuyển tốt hơn rất nhiều so với bản thi đấu trước đó. Đã có sự liên kết từ các thành viên của họ. 5 người ở khu vực đường dưới. Thì đây lao ra máu ta tuột cực kỳ nhanh. Và dùng đam với cơn mưa Ekathia. Và một phát đánh từ nội tại của Nautilus thôi đã gần như là có thể tiện Hide lên bảng điểm số. Và Feno vẫn đang chưa muốn dừng lại. Họ có quê lính ở phía sau đang tiếp tục đẩy tới. Và đang muốn cướp bùa đỏ đối phương trước khi lấy đi cái trụ thứ nhất khu vực đường dưới. Ryuken này khá mạnh. Anh ta có Yumi bám trên người của mình. Chính xác. Trong khi đó thì ZG anh ta đang hơi đơn độc với con Olaf của mình. Mặc dù là chiêu cuối thần thế đó, rốc của Olaf bây giờ thì không còn bị trừ giáp giống như là trước nữa, vẫn còn đầy đủ cái lượng giáp của mình. Nhưng với cái đồ hình như thế này thì ZG sẽ cần sự hỗ trợ của cả Hide thì mới có khả năng phát động một đợt giao tranh ngược lại bên phía của đối thủ. Còn nếu như chỉ một mình anh ta càng lên thì rất dễ dàng để cho đối thủ có thể sốc chết anh ta. ZG cũng không có những hiệu ứng khống chế cứng để có thể giữ chân lại bất kỳ ai để có thể sốc chết người đó một cách quá nhanh chóng được. Và ở thời điểm hiện tại thì Feno rất bất ngờ đang vươn lên dẫn trước Nickma Galaxy. Họ đang dẫn trước đối phương 6.300 tiền. Bây giờ thì Dani đang có mặt ở khu vực đường trên và Nickma Galaxy đang tổ chức vây bắt. Dani đang đứng hơi cao rồi, Zichy đã bắt đầu bắt vào nhưng Dani lùi lại cũng đã rất nhanh. Thì để tốc biến lên lốc xoáy nhưng Dani cũng còn tốc biến. Mặc dù chương cuối này không quá đẹp đến từ vị trí của Yumi, nhưng cái tốc biến là đủ để cho Dani có thể lùi về tiềm trụ và anh ta an toàn ở trong pha vây bắt này của Nickma Galaxy. Đúng như vậy. Nickma Galaxy vẫn luôn luôn là một đội biết cách hóa giải những tình thế khó. Và lúc này họ đang đứng trước một nguy cơ bị một trong những đội tuyển yếu nhất ở WIL khu vực APAC hạ gục một ván. Liệu điều này có diễn thành một hiện thực hay không đây? Họ đang thua đối phương được 7.000 tiền và phải chờ đợi một nguồn sức mạnh rất lâu nữa của con Genghis này. Con Genghis của họ mới chỉ có một trang bị mà thôi, trong khi đó Kai'Sa bên phía bên kia đã là hai đồ lớn rồi. Xác của Genghis nằm tay của Demonkai đang có KDA khá tệ là 0-2-0, khiến cho cái lượng tăng tiến sức mạnh của Demonkai trong bản thi đấu này đang là khá chậm. Còn Genghis thì cái ngưỡng để cho nó có thể bắn được thì ít nhất, tối thiểu nhất phải là 2 đồ. Và có thể gọi là bắn được một cách song phẳng thì phải là 3 đồ. Và tối ưu nhất thì vẫn là từ 4 cho đến 5 đồ. Demonkai sẽ vẫn giải farm rất nhiều ở trong cái bản thi đấu này, ở trong khi đó bên phía bên kia thì cái ngưỡng sức mạnh của Dani chắc chắn là sẽ đến sớm hơn. Và nhất là trong ván thi đấu này, Dani anh ta còn xanh hơn so với vị trí của Demonkai nữa. Áp lực đến từ Feno thời điểm hiện tại chắc chắn vẫn sẽ đã có khi mà Dani xanh. Và họ đang sở hữu một dàn trước cực kỳ lực đến từ Galio, đến từ Nautilus và thêm cả Riven nằm tay của Ryuken nữa. Nghe 4 đồ nghe nó lâu quá. 4 đồ thực sự là một khoảng thời gian gọi là siêu lâu luôn thì mới có thể tích tụ được từng đó những sức mạnh. Trong khi đó thì Feno đang có những bước tiến rất rõ ràng để đẩy nhanh nhịp độ trận đấu vào khu vực gần bên phía của Nickma Galaxy. Họ đã cướp được bùa xanh thành công và sau đó lui lại. Đây là lúc mà Feno cần phải thực sự là đẩy nhanh cái quyết định của mình, tức là họ muốn đánh ở khu vực đường trên hay đường dưới. Họ cần phải cụ thể hóa vào cái lúc mà cái nguồn sức mạnh của họ đang nhỉnh hơn hoàn toàn so với Nickma Galaxy. Còn nếu như họ không snowball tốt vào trong cái giai đoạn này của trận đấu thì đây đang gặp nguy hiểm. Anh ta sử dụng chim mồi của mình thoát chạy một cơn mi Katia. 40% máu của đối phương. Wow. Rất kinh khủng.
Dani Koyumi trên người và tiếp tục tổ chức tấn công của Hide lần thứ hai. Hide mất lốc xoáy, Hide mất luôn cả cái màn hạ gục của mình và Hide mất đi như thế này rất khó cho Nick Bagasi để có thể giao tranh. Chê bò đứng này chống chịu sát thương có siêu dẫn thể đến ngay lập tức. Nick Bagasi phải lùi, Demon Kai dính đi lo tầm nhiệt và ôm nó về cho tất cả những người đồng đội còn lại của mình chịu chung. Đây chắc chắn sẽ là một pha highlight đến từ vị trí của Demon Kai ở trong tuần thi đấu này và nó khiến cho toàn bộ đội hình của Nick Bagasi bị quét sạch. Và có đồng thứ hai ở trong bảng thi đấu này chắc chắn sẽ thuộc về cho Fano và rất có thể là thêm một cái trụ thứ hai khu vực đường giữa nữa. Thực sự là đẳng cấp. Một pha thi đấu đi vào lòng đất thực sự. Và bây giờ thì Fano đã phá được thành công cái trụ thứ hai khu vực đường giữa. Treble thoải mái ăn cái con rồng này một mình mà thôi. Có vẻ như cái việc mà thả cây sai dành cho đối phương nó chưa bao giờ là một cái ý tưởng tốt ở meta này cả. Và bây giờ thì Nigma đã hiểu rõ được chuyện đó. Nó ảnh hưởng nhiều đến như thế nào. Không hề có bất kỳ con mắt nào xung quanh Hide cả. Tình huống rất quyết tâm của Ryoken khi sử dụng tốc biến của mình tiếp cận đối phương một cách cực kỳ nhanh chóng. Treble đứng đúng ở vị trí quan trọng để có thể bọc lót cho những người đồng đội của mình. Và chưa cuối đi mình cai sao ta chạy cái hướng nó dở thế. Hay là ta nào vậy? Anh ta muốn giúp cho muốn ừ đúng rồi, tôi nghĩ anh ta muốn trôn. Ta muốn cho mình bên kia có một cái pha highlight thật sự đỉnh điểm. Bây giờ thì Eren chắc chắn là sẽ kẹt lại rồi. Trong khi đó thì Hide sẽ chạy được. Thêm một màn hạ gục nữa dành cho Fano. Rằng là Nick Magalassi họ đã chọn một cái đội hình nó quá khó chơi trong ván thi đấu này. Khi mà Hide mất đi thì coi như là trong đội hình của Nick Magalassi không có những cái hiệu ứng khống chế cứng nó gọi là đủ lâu để có thể kèm chân đối phương nữa. Kể cả những cú hạ màn hay là những cú hấp tung với khổng lồ hóa của Lulu, đó không phải là những hiệu ứng khống chế cứng quá hiệu quả ở trong một pha giao tranh. Thì để tiếp tục bị tìm đến ở đây, ta chỉ kịp sử dụng tốc biến cùng với lại cái chim mồi của mình để cố gắng thoát đi mà thôi. Thậm chí Demon Kai phải sử dụng thân mình để có thể che cái tia truy kích từ vị trí của Dani. Nên tình huống Rush Baron đến từ Fano và nhiều khả năng họ sẽ có được nó. Ta chờ đợi xem Sechi có thể làm được điều thần kỳ gì hay không. Câu trả lời là không. Thậm chí Dani sử dụng bản năng sát thủ của mình thẳng mặt đối phương và bắn chết Demon Kai. Bên phía bên kia Sechi cũng bỏ chạy một chấm màu. Raw cũng đã bị ép lui ở khu vực đường giữa bởi Aker. Và có Baron thuộc về cho Fano. Và đến đây thì có thể nói là gần như là chiến thắng ở trong ván thi đấu này sẽ thuộc về cho bên phía của Fano rồi. Họ đang hơn đối phương gần 13.000 tiền sau gần 13 phút thi đấu. Wow, kịch bản hoàn toàn khác biệt với những gì mà chúng ta tưởng tượng trước khi bước đến ván thi đấu thứ hai này. Nigma Galaxy bỗng nhiên thể hiện một bộ mặt vô cùng nhợt nhạt, khác hoàn toàn với những gì mà họ đã làm ở trong ván thi đấu thứ nhất. Bởi chỉ một sự thay đổi, đó là con Kai'Sa không được chọn, mà nó có thể dẫn đến một cái hệ quả nó lớn đến như vậy, thì chúng ta có thể hiểu được rằng ảnh hưởng của Kai'Sa ở trong meta tốc chiến vào lúc này là nó rõ ràng như thế nào, đặc biệt ở trong đấu trường chuyên nghiệp. Một người di chuyển lộ người bắt như cái nhìn cái lớp giáp của Treble đi, nó cực kỳ nhiều luôn. Xác. Và trong khi đó thì Hide anh ta tự nhiên có trạng thái khổng lồ hóa. Do có lẽ là anh ta hơi giật mình đến từ cái tình huống mà Hide bị chạm một cái nhẹ đến từ cái thành viên của Fano và ta đã búp khổng lồ hóa cho người đồng đội của mình. Bên phía bên này Zetchi đang làm gì đây? Zetchi đang muốn chặn lính Aker truy đuổi ở vị trí của anh ta. Còn Dani rất thoải mái bắn ở khu vực đường giữa và ta đưa lính vào trụ của đối phương. Thủy lôi tầm nhiệt tiếp tục được gầm, những lần này là vào đầu của Eren. Khả năng tiếc nếu như cái thủy lôi tầm nhiệt nó gầm vào đầu của Demon Kai thì biết đâu một lần nữa Demon Kai lại có một tình huống lao thẳng vào đội hình còn lại của Nick Magasi. Nó phải lao vào quá hay đến từ vị trí của Ryuken. Đó là một cú làm choáng được đến 3 người và đây sẽ là hủy diệt dành cho Fano rồi. Chúng ta sẽ có tỷ số 1-1 ở trong trận thư hùng nội chiến khu vực Philippines này. Và Zetchi đang cố gắng để có thể bổ. Anh ta có lượng giáp được tạo ra bởi chiêu 2. Nhà chính thì cũng có giáp. Nhưng bây giờ thì Fano đang có quá nhiều người ở đây và vẫn có sức bắn từ vị trí của Dani. 1-1. Và các bạn nhìn đi.